Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, một quan chức cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc cho biết đến nay họ không thể kiểm chứng được số phận của khoảng 450 người ở một ngôi làng tại vùng núi bị đất lở chôn vùi sau khi bão Morakot quét qua. Quan chức có tên Wang cho biết khoảng 150 người đã được trực thăng quân đội và các phương tiện khác cứu thoát trong trận lở đất vào sáng ngày Chủ nhật ở làng Shaolin, miền nam hòn đảo Đài Loan. Tờ United Evening News hôm nay dẫn lời một trong những người dân làng được cứu thoát, Lin Chen Chung, cho hay anh tin rằng 600 người đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Theo anh, lở đất đã bao phủ một phần lớn của làng. Làng Shaolin hiện vẫn bị chia cắt với cả thế giới sau khi nước lũ phá hủy cây cầu cách làng khoảng 12 km. Trực thăng của quân đội thả lương thực xuống làng và cứu người sống sót. Quân đội Đài Loan đã cứu khoảng 260 người ở khu vực quanh ngôi làng bị lở đất chôn vùi hôm Chủ nhật. Trong khi đó, một chiếc trực thăng với 3 người trên khoang đã bị đâm vào núi khi đang cứu người dân làng có nhà bị phá hủy trong trận bão Morakot. 260 người được cứu sống ở xung quanh ngôi làng Shaolin bị lở đất vùi lấp. Còn hiện vẫn không có thông tin gì về số phận của hàng trăm người ở chính ngôi làng ở nam đảo Đài Loan này. Trận lở đất do bão Morakot gây ra đã chôn vùi cả ngôi làng ở vùng núi xa xôi Shaolin vào hôm Chủ nhật vừa qua, khiến số phận của ít nhất 450 người hiện vẫn chưa được rõ. Trận bão đã nhấn chìm nhiều vùng của Đài Loan sâu tới 2 mét trước khi di chuyển về Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, theo quan chức phụ trách thảm họa Đài Loan Chen Chung Che, một chiếc trực thăng với 3 thành viên phi hành đoàn đã bị đâm vào núi vào ngày hôm nay do thời tiết xấu. Khi đó, máy bay đang bay tới Utai, vùng núi ở phía nam Bình Đông. Các đài truyền hình trước đó đưa tin có 6 người trên trực thăng. Ông Chen cho hay xác của máy bay có thể nhìn thấy dưới sông nhưng không rõ liệu ai còn sống sót hay không. Và ngày hôm nay, giới chức Đài Loan cho hay ít nhất 41 người được khẳng định là đã thiệt mạng và 60 người vẫn đang mất tích sau khi bão Morakot quét qua. Con số này chưa bao gồm những người dân ở làng Shaolin. Thưa quý vị, lũ lụt cũng đã khiến hơn 8.000 tàu hàng và thuyền đã bị kẹt trên suốt chiều dài 40 km tại khúc sông nối Chiết Giang với Thượng Hải. Báo chí Trung Quốc gọi đây là vụ tắc nghẽn nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua. Theo hãng tin Xinhua, vụ nghẽn sông kéo dài tại khúc nối liền Thượng Hải với thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Nguyên nhân là do mực nước sông đã dâng lên tới cao mức kỷ lục khi trận bão Morakot tạo nên những trận mưa xối xả trút xuống miền đông Trung Quốc. Mưa lớn gây ngập lụt ở khu vực này và khiến nước sông dâng cao đến mức kỷ lục, có lúc lên đến 5,36m. Cơn bão này trước đó đã tàn phá đảo Đài Loan. Vẫn theo Xinhua, khúc sông bị tắc nghẽn dài 145 km là tuyến đường thủy lớn chuyên chở 80% than đá dùng cho các nhà máy phát điện tại Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô. Tờ China Daily cùng ngày dẫn tin một nhân viên quản lý cảng ở Hồ Châu cho biết tuyến đường thủy nối Thượng Hải và Chiết Giang đã bị đóng cửa trong 13 ngày vì lý do an toàn. Các giới chức Trung Quốc trước đó đã loan báo dịch vụ chuyên chở trên thủy lộ này sẽ được tiếp tục lại khi nào mực nước an toàn trở lại. Các dịch vụ vận tải không thể được nối lại cho đến khi nước rút bớt, một quan chức quản lý đường thủy nói. Tuy vậy, hiện chưa rõ tình trạng ách tắc này sẽ kéo dài bao lâu dù cơ quan chức năng đang tiến hành những bước cần thiết với nỗ lực nhanh chóng giải quyết tình trạng tắc nghẽn này. Morakot là cơn bão thứ 8 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Bão đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 1,33 tỷ đô la Mỹ. Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày thứ hai tuần trước, một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên với trọng tâm là 18 km. Tâm chấn này nằm ở 29,59 độ vĩ Bắc và 102,08 độ kinh Đông. Trận động đất này cho thấy một vết đứt gãy do trượt tấn công. Sau trận động đất, Cục Quản lý Động đất Tứ Xuyên đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 2, thành lập trụ sở khẩn cấp, tổ chức cuộc họp khẩn cấp, sắp xếp công tác ứng phó khẩn cấp, điều tra xác minh tình hình động đất và thảm họa, đồng thời phối hợp với địa phương, chính phủ để cứu trợ động đất. Trụ sở cứu trợ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp động đất cấp 2 lên cấp 1. Bộ Quản lý Khẩn cấp đã chính thức công bố bản đồ cường độ của trận động đất Lut với cường độ 6,8 độ Richter. Từ 18 giờ ngày hôm qua, tỉnh Tứ Xuyên chấm dứt hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 đối với trận động đất. Tính đến 17 giờ ngày thứ hai, trận động đất đã khiến 93 người thiệt mạng, trong đó có 55 người ở tỉnh Gansu và 38 người ở thành phố Yan.
25 người khác bị mất liên lạc, trong đó có 9 người ở hạt Lu và 16 người ở hạt Simian. Theo xác định chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, trước đó một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, với tiêu cự sâu 18 km và tâm chấn ở 29,59 vĩ độ Bắc và 102,08 độ Kinh Đông. Mạng lưới động đất Trung Quốc xác định tự động vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, một trận động đất với cường độ khoảng 3,1 độ Richter đã xảy ra gần huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên và tâm chấn là 29,56 độ vĩ Bắc. 102,13 độ Kinh Đông. Tính đến 15 giờ chiều cùng ngày, đã ghi nhận được 3 dư chấn có cường độ mạnh 3,0 độ Richter trở lên, gồm có một trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, một trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 4,0 đến 4,9 độ Richter và hai trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter. Tính đến 20 giờ, đã ghi nhận tổng cộng 6 dư chấn có cường độ mạnh 3,0 độ Richter trở lên. Trong đó có một trận động đất cường độ 6,0 đến 6,9, một trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 4,0 đến 4,9 độ Richter và 3 trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter. Cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên cho biết, theo hệ thống đánh giá nhanh thảm họa động đất Tứ Xuyên, cường độ trận động đất cao nhất đạt cấp độ 4. Diện tích từ vĩ độ 6 độ trở lên là khoảng 13.011,65 km2 và dân số khoảng 580.000 người. Mạng lưới động đất Trung Quốc tự động xác định rằng vào lúc 19 giờ 26 phút cùng ngày, một trận động đất có cường độ 3,7 độ Richter đã xảy ra gần huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn ở vào khoảng 29,52 độ vĩ Bắc, 102,24 độ Kinh Đông. Tính đến 7 giờ ngày hôm sau, đã ghi nhận tổng số 10 cơn dư chấn có độ lớn từ 3,0 độ Richter trở lên, trong đó có một trận động đất có độ lớn 6,0 đến 6,9, một trận động đất có độ lớn 5,0 đến 5,9, một trận động đất có độ lớn 4,0 đến 4,9, có 9 trận động đất với cường độ 3,9 độ Richter và dư chấn lớn nhất là 4,2 độ Richter. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 22 giờ 46 phút, sau đó 2 ngày, một trận động đất có cường độ 2,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn ở khoảng 29,67 độ vĩ Bắc, 102,06 độ Kinh Đông, với trọng tâm là 10 km. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định 3 ngày sau đó vào lúc 15 giờ 12 phút, một trận động đất có cường độ 3,3 độ Richter xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, vị trí ở vào khoảng 29,78 độ vĩ Bắc, 102,01 độ Kinh Đông với trọng tâm là 10 km. Tính đến 8 giờ ngày hôm qua, tổng số 2.715 cơn dư chấn đã được ghi nhận, 16 cơn dư chấn có độ lớn từ 3,0 độ Richter trở lên, trong đó có một trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, 10 trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter và 2 trận động đất 4,0 đến 4,9 độ Richter, 14 trận động đất có cường độ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 2.699 cơn dư chấn từ 4,5 độ Richter xuống dưới 3,0 độ Richter. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 13 giờ 17 phút ngày 22 tháng 10 năm 2022, một trận động đất có cường độ 5,0 độ Richter xảy ra ở huyện Lut, vị trí ở 29,61 độ vĩ Bắc, 102,03 độ Kinh Đông thuộc khu tự trị Tây Tạng Gansu, tỉnh Tứ Xuyên với trọng tâm là 12 km. Huyện Lut trực thuộc tỉnh tự trị Tây Tạng Gansu ở tỉnh Tứ Xuyên nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và lưu vực Tứ Xuyên. Trong lãnh thổ Lut là một vùng núi và hẻm núi điển hình, có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Công Ga và công viên rừng sông băng Halugu là một trong những điểm thu hút khách du lịch tham quan ở Tây Tứ Xuyên. Năm 1935, Hồng quân đã giành được chiến thắng vang dội trên cầu Lut, quận có diện tích 2.165 km2 và 8 thị trấn trực thuộc. Các ngôi làng cách trận động đất 5 km bao gồm Ping Sang, San Shuping, Ban Xian Street, King Siban, Man Yao và Đông Giang Kiao. Các thị trấn trong vòng 20 km là Moshi Town, Detu Town và Yangjiwu Town. Tâm trấn cách hạt Lut 39 km, cách thành phố Kangding 47 km, cách huyện Siamian 48 km, cách huyện Xianwen 62 km, cách huyện Jingjing 78 km, cách tỉnh tự trị Tây Tạng Gansu 52 km và cách 226 km đi khỏi thành đô. Độ cao trung bình trong vòng 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 2.722 m. Nguyên nhân động đất. Theo phân tích toàn diện của các chuyên gia về động đất, tâm chấn của trận động đất nằm gần đứt gãy Moshi ở phần đông nam của đới đứt gãy thời gian Xianchihe.
Liu Qiao, một nhà nghiên cứu tại Viện Môi trường và Nguy hiểm Núi Thành Đô thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, gọi tắt là Viện Núi Thành Đô thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, hiện nay quy mô lượng băng tuyết lở ở sông băng Haligu trong trận động đất lụt là không lớn. Khu vực lưỡi băng phẳng tầm xa bên dưới thác băng có một vùng đệm tốt cho sự di chuyển của các vật liệu băng và tuyết đã sụp đổ. Và đánh giá sơ bộ là lở băng ít có khả năng gây ra thảm họa hoặc hơn nữa tạo thành một chuỗi thảm họa. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.